Hiện nay vấn đề rối loạn nội tiết sau sinh khiến chị em thường xuyên bốc hỏa khó chịu hay trễ kinh. Chị em sau 30 tuổi hoặc sau sinh thường xuất hiện nắm ở hai bên má, khiến cho chị em mất tự tin khi giao tiếp với người khác. Hơn nữa, một số chị em còn bị nám nội tiết, nám chân đinh, chữa xong lại tái phát lại mà còn nặng hơn. Đây cũng là vấn đề nhức nhối nhất của các chị em, vì hiện nay ở ngoài thị trường có rất nhiều sản phẩm quảng cáo có thể giúp chị em khắc phục được các vấn đề trên khiến chị em tốn tiền nhưng vẫn chưa tìm được chân ái. Trong video này mình chia sẻ cho bạn về dòng viên uống Glutathione 600 chính hãng và mua hàng chính hãng ở đâu để không bị tiền mất tật mang nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong viên uống trắng da Glutathione 600 có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da của bạn, giúp cân bằng nội tiết và trắng mịn hồng hào. Đồng thời, tăng sinh nội tiết tố nữ, hỗ trợ cải thiện vòng ngực và điều hòa kinh nguyệt. Không những thế, nó còn có tác dụng giảm các bệnh phụ khoa, đau lưng, đau bụng khi tới kỳ kinh nguyệt. Từ đó, giúp chị em cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống hơn. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền, rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Nên vì vậy bạn cần phải tìm hiểu và mua đúng hàng chính hãng để không gây hại cho sức khỏe nhé. Viên uống trắng da Glutathione 600 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán viên uống trắng da Glutathione 600 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.